Ok, hai xin chào bạn Lia. Hôm nay mình sẽ ăn mì tương đen nhé mọi người. Trời ơi, mì tương đen rất là ngon luôn nè. Giờ tôi sẽ trộn nó lên nha. Ồ, hình như nó hơi khô rồi. Hồi nãy tôi chưa có trộn, bây giờ chắc tôi phải cho thêm miếng nước vô. Người ta nói là cho 3 muỗng nước vô. Trời ơi, mà bây giờ tôi đang khát quá, để tôi hút miếng nước luôn nha. Ngon quá à. Giống mì. Ok, để giờ trộn mì lên nha. Mì quá là ngon luôn á. Nhưng mà nãy tôi chưa có trộn mọi người. Mà bây giờ nó khô queo luôn rồi. Giờ cố gắng trộn cho nó đều lên nhau. Quá là đỉnh cao rồi. À, ngon quá, ăn thử thôi. Ngon quá. Cho một like. Ăn miếng thịt nữa nha mọi người. Ăn miếng thịt vô. Cái này là chà bông nha mọi người. Mình ăn luôn miếng cho bông ha. À đúng rồi, phải ăn cái rau nữa, như vậy mới tốt. Phương pháp ăn khoa học là mỗi ngày ăn 2 chén rau nha mọi người. Thì như vậy sẽ giảm cân và kiểu như ăn đúng khoa học với mọi người là mỗi ngày ăn 2 chén rau. Thank you.
ăn mì tương đen với rau canh, canh rau, hình như cái này là mồng tơi hả, hình như là mồng tơi á mọi người, ăn với lại thịt bằm. Mình thích ăn thịt bằm nhà, cái này hầm với nước xương nữa nên là nó rất là ngọt, nên mình rất là thích luôn. Cái mà hương vị đậm đà, ngọt ngọt, bếp bếp của thịt, trời ơi nó đã. Ăn tiếp nha. Thì hồi nãy tại vì mình không có giới thiệu á, thì cụ thể lại là hôm nay mình ăn mì tương đen, ăn canh mồng tơi với thịt xương hầm và thịt bằm. Và hồi nãy mình có ăn một ít chà bông nữa. Cái ăn tiếp. Ngon. Hình như miếng mình đang ra có xương. Mình xin phép được nói nha. Mọi người có thích cái background này không? Mọi người có muốn chuyển nó thành màu cam, màu đỏ hay là màu vàng, màu xanh, màu tím gì thì mọi người hãy comment bên dưới để cho mình biết nha. Yêu mọi người. Còn bây giờ mình sẽ ăn tiếp.
Hồi nãy mình trộn không có đều mọi người. Xong rồi nó mình ăn nguyên một miếng miếng bột tương đen luôn. Nhưng mà không sao, vẫn ngon. À mọi người, mình là với đứa ASMR, mình son môi cho nó đẹp đẹp ngừa ngừa. Xong rồi mình ăn mì tương đen cho nó trôi hết đi trong bụng mình luôn rồi. Mình rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ sử dụng son khác, một loại son mà kiểu như là nó thấm vô môi luôn á, nhưng mà cái đó hơi độc nên là lần sau mình sẽ không dùng luôn. Thì mong các bạn chứ mình mà ăn cái kiểu mà nuốt son vô bụng thì cái bụng mình từ từ nó sẽ đi luôn. Những hạt vô cùng nó bị khô như vậy là tại vì á, hồi nãy mình tính á là mình sẽ quay cái cảnh mình trộn mì lên cho nó đẹp. Nhưng mà từ cái lúc mình đọc bỏ cái gói mì tương đen vô á, xong rồi mình chuẩn bị các thứ các kiểu như là bàn đèn, xong rồi mình nghĩ là nó có nước là ổn hết. Ừ đúng rồi, có nước là ổn hết. Tôi nói gì vậy, ăn tiếp. Rất ngọt. Này bự quá, ta phải ăn thanh lịch nha mọi người. Ăn thanh lịch. Nhỏ nhỏ. Cho hết, chơi cho hết. Ok, hết sạch sẽ rồi. Thấy tôi giỏi không? Nếu thấy tôi giỏi hãy cho tôi một like và một subscribe để nhận những video tiếp theo của tôi nhé. Yêu mọi người. Bye.